thoải mái. Xuống xuống. Đeo đeo lên mỗi tay cũng tinh. Dạ. Ở đây thì nắng tốt. Đó, con làm có hay hồi đâu nghề chú ơi. Dở chết. Bên này chạy thẳng xuống cái giếng nước nằm ở phía dưới này nè. Đó, cái giếng nước đang đào còn cái cây mấy này. Mấy anh đào giếng, anh đang trộn xi măng xây mấy gạch dưới giếng. Cái giếng đó bơm vào cái hồ nước này. Hồ nước này kêu là nắng yếu mà bơm tốt á. Chụp xuống 31 bên máy, 32V, 31, 32. Bom này bom cho thấy ghiền không? Nắng hơi yếu mà bom rồi nè. Đã. Không có, cái bom này là bom vậy là yếm rồi nè. Lên. Giờ này trời cũng mới ui ui vừa mới giấc sáng. 7 giờ mấy. Trời này không bơm mà nhìn thấy nó ghiền không, tắm pin bơm trực tiếp còn chắc gì đâu. Cái bơm mình đè gắn nó bị trục chặt vô cái bơm nó. Vậy này trời mát mà trời pin chạy cũng tốt lắm mà. Đồng hồ giờ này nó sụt áp xuống còn có 20 mấy volt à. 28 29 volt. 28 29 volt mấy mà trời giờ này mát cứ gửi rồi. Thấy hình như là không có nắng đâu. Để em quay mặt trời coi phước mây à. Mặt trời vô lắm mây nè. Mà bơm thì cũng vẫn chạy tốt. Bơm chạy tốt nha. Cái bơm hai tấm pin này với cái bộ này là chạy rất là tốt luôn. Ý là trời không có nắng luôn á mà bơm chạy đầy ống luôn. Ông nước bỏ đâu tiêu rồi? Đã mới luôn rồi. Dạ. Yeah. Chết hả? Dạ. Mình thử nước thôi, không có gì. Là cô ra đây, cô tí nha con nha. Cô cứ cầm về khỏi bóp ha. Chạy con quay cái độ nước cho cái bơm cho ấy con. Cho công ty mà coi á.
hồi sáng để xuống giếng là trời chưa nắng luôn á, vẫn bơm được luôn. Ờ, dạ dạ chứ chứ không có cần đợi nắng để dạ mới hạnh hạnh là bơm được đó, mà ở này trực tiếp mình khỏi qua bình luôn á con. Có nắng nè, có nắng dạ rồi, cô cầm tưới tưới đi con quay này. Thợ còn làm ở dưới luôn nè.